Em xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Trại em hôm nay lên sóng tiếp cho anh chị em một đàn chó mang phả EU. Đàn chó trên thì hiện tại của bên em là bây giờ là đang đạt 3 tháng 10 ngày ạ. Đã tiêm phòng 3 mũi vaccine và tẩy giun định kỳ hàng tháng. Hàng này thì anh chị em về nuôi thì khá yên tâm. Cún thì cũng đã khá cứng cáp rồi, anh chị em về nuôi thì yên tâm hơn phần này. Trại thì có nhiều con giống và trại sẽ xuất những con giống cứng cáp cho anh chị em trước. Còn đối với những con giống mà tiêm hai mũi thì là anh chị em có thể là chọn khi tiêm đủ 3 mũi là trại sẽ xuất con giống cho anh chị em. Bản thân là xuất non quá thì đối với anh chị em có kinh nghiệm ấy, thì còn đỡ. Anh chị em mà không có kinh nghiệm thì là cũng chủ trại cũng hơi no. Đối với đàn chó trên thì có nguồn gốc là bố Ben của trại mang phả VK, bố mẹ nhập, mẹ giấy VK, bố mẹ mẹ là sinh sản trong nước nhé. Đàn trên thì có hai đực và ba cái. Và bây giờ thì em sẽ ôm qua một vài bạn qua cho anh chị em xem chi tiết hơn ạ. Đây là một bạn cái có màu áo da đỏ đen. Ngoan nào con. Chất nông thì là khá sáp. Và này đỏ giống bố y đúc. Nào con, ngoan nào. Màu giống bố y đúc luôn. Đỏ khá chất luôn ạ. Đàn này thì của bên em mình lên tai hết rồi ạ. Đỏ phỉnh dán nhé. Rồi đây là một bạn cái. Và tiếp theo em sẽ ôm một bạn đực ra. Đây là một bạn đực. Đấy, bật được nha. Ô mà lại cụp tai nghịch quá, trước cả mặt. Đây là bị vết xước nhá, xước mặt nhá. Đó. Đây là một bật được. Khung gọng được khá cao và dài. Đó. Đó. Rồi được có một tí ngực trắng là thạch sùng bám cổ. Những con chó xuất ra cứng cáp một tí thì anh chị em về nuôi thì là sẽ yên tâm hơn. Vừa rồi là một bạn cái kinh giá, một bạn bạn đực. Và tiếp theo đây là một bạn cái tiếp. Bạn cái này bạn cái số 2 nhá. Nông khá sát. Đây là bên em còn không tắm được đấy. Bạn này thì ngực đen. Đấy. Giống rất cao và dài. Ê, ngoài ngoài ngoài. Đấy. Bạn cái số 2 ạ. Rồi. À, anh chị em nào mà ở gần thì qua trại em xem. Ưng thì là đón các bạn ấy về. Còn anh chị em ở xa không qua được, vui lòng kết bạn Zalo với em. Có số điện thoại là 0981548366. Em sẽ gửi thêm video clip hình ảnh cho anh chị em xem. Anh chị em xem ưng thì là bên em sẽ gửi cún cho anh chị em. Đối với bên em ship thì là bên em sẽ bảo hành cho anh chị em nhận chó khỏe mạnh, bảo hành không một tuần nỗi, bảo hành thêm cho anh chị em về bệnh care và bavo một tuần. Trong trường hợp xấu xảy ra thì là bên em sẽ hoàn tiền hoặc là gửi lại con giống cho anh chị em. Trại gửi lại con giống thì trại sẽ bảo hành như lúc ban đầu anh chị em mua, và trại sẽ miễn phí ship lần hai cho anh chị em ạ. Đấy. Đối với con giống mà anh em nhận chó của trại thì anh chị em cho ăn nhẹ và cho uống nước. Anh chị em đừng cho ăn xương hộ bên em nhé. Bản thân con chó con thì là mình không nên cho ăn xương và cũng không nên cho ăn no quá. Và trong quá trình chăn nuôi, nếu có trường hợp gì mà xảy ra với bạn cún thì anh chị em sẽ liên hệ với em để bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ giúp anh chị em chăm sóc chữa cún thành công. Đấy. Hiện tại thì khí hậu miền Bắc thì đang khá nắng nóng.
cho nên là việc quay các bạn ấy nó chỉ được một lúc là căng, được một tí là lại ngồi thở dốc ngay. Em cũng đang mút mắt mồ hôi. Đấy. Anh chị em xem kênh, cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ.